Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa các bạn, chúng ta đã cùng nhau nói khá nhiều về xung đột tranh chấp của Trung Quốc với Việt Nam tại vùng biển Đông Chủ Phú, nhưng không hẳn nhiều bạn biết Malaysia là nước chỉ đứng sau Trung Quốc trong việc chiếm giữ trái phép những thực thể của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Thậm chí quá khứ mãi ghi nhớ thời khắc 20 giờ đêm, một ngày đầu năm 1978, bộ đội Việt Nam bất ngờ đổ bộ và giành lại điểm đảo có vị trí tiền tiêu khắc nghiệt nhất tại Biển Đông. Trước lòng tham và sự hung hăng của tàu chiến Malaysia, vậy cuộc đổ bộ chớp nhoáng của bộ đội Việt Nam diễn ra như thế nào? Quá trình tranh chấp trái phép tại Trường Sa của Malaysia và cuộc đấu tranh của Việt Nam như thế nào? Cùng tìm hiểu với Tin Mới ngày sau đây nhé! Các bạn từng nghe câu, nếu ai đã đến với An Bang, nếm đủ sóng gió với An Bang thì xem như đã đi hết quần đảo Trường Sa chưa? Hẳn từng nghe hay từng đặt chân đến An Bang sẽ hiểu tại sao có câu nói đó. Bởi điểm đảo này được cho là khắc nghiệt nhất trong các đảo nước ta, vậy nên An Bang còn có tên gọi khác là đảo Lò Vôi. Nhưng An Bang không chỉ thu hút sự hiếu kỳ bởi sự khắc nghiệt của nó, mà còn bởi vị trí chiến lược quan trọng với quân sự và phát triển kinh tế biển, giữa quần đảo với khu vực dầu khí nằm trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Chính vì thế, Malaysia từ rất sớm đã nhòm ngó tới điểm đảo này. Mở đầu bằng việc Sứ quán Malaysia ở Sài Gòn tháng 2 năm 1971 đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa hỏi rằng quần đảo Trường Sa hiện thời có thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam Cộng Hòa có yêu sách đối với quần đảo đó không? Ngày 20 tháng 4 năm 1971, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trả lời rằng quần đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, mọi xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở quần đảo này đều bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế. Nhưng Malaysia cố tình phớt lờ thông điệp của Việt Nam. Những năm 1977-1978, trong bối cảnh Việt Nam bị hàng xóm Trung Quốc làm khó khi quậy tung biên giới ở phía Bắc, cũng như Việt Nam phải dồn sức hỗ trợ Campuchia chống chế độ Khmer Đỏ, Malaysia là tranh thủ thời cơ thực hiện khảo sát ở phía nam của đảo Trường Sa và dựng bia chủ quyền trên An Bang. Tất nhiên, dù bốn phương đều còn kẻ thù, thì lãnh đạo Việt Nam đã sớm nhận ra một cuộc chiến mới đã bắt đầu không phải trên đất liền mà tại nhiều đảo. Đầu năm 1978, nhận thấy hoạt động trinh sát dò la của máy bay, tàu thuyền Philippines, Malaysia, Trung Quốc, quân chủng hải quân chỉ rõ phải tập trung khẩn trương mọi nỗ lực cao nhất của toàn quân chủng và việc chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng đánh thắng kẻ thù xâm lược, giành cho được thắng lợi từ trận đầu, bảo vệ vững chắc vùng biển, hải đảo của Tổ quốc. Tư lệnh Giáp Văn Cương khi đó nhận định nước ngoài để ý từ lâu rồi. Mình không đóng nhanh, lính Trung Quốc hoặc Malaysia ra chiếm mất. Ông chỉ thị tàu Trung Quốc đang rình rập nên phải chốt giữa ban đêm, ban ngày đổ bộ công khai lộ liễu, nó lại ao ra chiếm lại thì chết, trong khi tô bé của mình không bì lại với chúng nó. Tới đầu tháng 3 năm 1978, thực hiện mệnh lệnh của quân chủng và trực tiếp là tư lệnh Giáp Văn Cương, Trung tá Cao Ánh Đăng đã trực tiếp chỉ huy một đơn vị gồm lực lượng của Trung đoàn 146, Trung đoàn 83 công binh, Hải quân và phân đội đặc công nước của Lữ đoàn 126 theo HQ601 và tập kết tại đảo Trường Sa, xem xét tình hình và chuẩn bị đổ bộ lên đảo An Bang. Hai vấn đề khó xảy ra cần giải quyết ở chiến dịch này. Một là An Bang là điểm đảo vô cùng khó tiếp cận, sở dĩ không có tàu thuyền nào dám mạo hiểm tiến gần bờ đảo An Bang, bởi bước chân ra là mép biển xanh thẫm với thềm san hô dựng đứng, nước chảy xiết, sóng rộn dồn dập. Sóng ở An Bang rất cao, có khi lên tới 6 mét, ngay cả khi trong điều kiện thời tiết thuận lợi nhất, tiến vào đảo vẫn là câu chuyện sinh tử. Đó cũng là lý do vì sao đảo này không được xây cầu cảng. Trong khi đó, bộ đội ta lại buộc phải thực hiện chiến dịch ban đêm để đảm bảo sự bí mật cũng như để tàu thuyền Malaysia, Trung Quốc không phát hiện ra. Nhưng với sự quyết tâm cao nhất, đúng 20 giờ ngày 10 tháng 3 năm 1978, toàn thể phân đội đã dồn hết sức và ý chí chiến đấu đổ bộ thành công lên đảo. Trong đêm, bộ đội Việt Nam hoàn thành sứ mệnh, đã chiếm được An Bang, loại bỏ biệt chủ quyền của Malaysia dựng trước đó. Cũng từ đây, cuộc chiến giữ đảo bắt đầu với đội quân cảm từ An Bang. Đúng như dự đoán, Việt Nam vừa chiếm giữ ban đêm, sáng hôm sau tàu chiến Malaysia đã cơ động dồn dập lao tới ngay.
Sáng ngày 11 tháng 3 năm 1978, tàu chiến Malaysia tiến sát An Bang, quay pháo hung hăng đe dọa, nhưng bộ đội ta vẫn anh dũng chống trả, đồng thời một bộ phận bình thản đao công sự, xây dựng tuyến phòng thủ, sẵn sàng cho mọi tình huống dù xấu nhất, đại tá Cao Anh Đăng nhớ lại. Lúc ấy, tàu vận tải của ta đang thả trôi, xuống ống trên tàu dưới đảo, tuy chỉ bộ binh nhưng cũng sẵn sàng hết rồi. Một điều thú vị trong quá trình đào công sự, bộ binh Việt Nam đã tìm thấy cột mốc chủ quyền của chế độ Sài Gòn. Điều này một lần nữa khẳng định, tuyên bố tất cả thực thể trên quần đảo Trường Sa đều thuộc Việt Nam là hoàn toàn đúng pháp lý. Việc Malaysia ghi bia chủ quyền trên An Bang hay bất kỳ thực thể nào khác đều là chiếm đóng trái phép. Còn vì sao khi đó chế độ Việt Nam Cộng Hòa không có lính đóng quân canh giữ thì một phần theo như chia sẻ của đại tá Cao Anh Đăng là bởi chắc do thời tiết quá khắc nghiệt. Quay trở lại với hành trình chiếm giữ đảo An Bang, tiếp tục những ngày tháng sau đó, bộ đội ta vừa phải thích nghi với lò vôi khắc nghiệt nhất, chất chiêu từng giọt nước ngọt, từng cọng rau xanh, vừa phải đáp trả tàu chiến của Malaysia. Chắc chắn lịch sử sẽ mãi khắc ghi và không quên những tháng ngày ấy, những chiến sĩ bộ đội Việt Nam mưu trí dũng cảm, kiên cường bất chấp cả Trung Quốc và Malaysia muốn chiếm đóng An Bang nhưng vẫn không thể nhanh và thần tốc bằng những người lính Cụ Hồ. Từ tháng 3 tới tháng 11 năm 1978, Malaysia tiếp tục cho tàu chiến vây ép An Bang suốt 11 ngày đêm, gây ra vô vàn khó khăn cho bộ đội ta. Tuy nhiên thấy An Bang quá rắn, Malaysia tiếp tục chuyển mục tiêu sang đảo Thiên Trai. Cách An Bang khoảng 30 km, khi bộ đội ta đang xây dựng thuyền trài thì máy bay Malaysia liên tục bay qua bay lại thấp đến mức nên rõ chữ in trên thân. Chính quyền Malaysia cũng cho tàu khu trục hoạt động, mở luồng và xây dựng cầu tàu ở đảo Chim Én, đưa lực lượng chiếm bãi Kiêu Ngựa, bãi Kỳ Vân. Ngày 21 tháng 12 năm 1979, Malaysia cho xuất bản một bản đồ vẽ ranh giới lãnh hải của Malaysia lấn vào vùng biển phía nam của quần đảo Trường Sa, trong đó có các đảo An Bang, Thuyền Trà do Việt Nam đang đóng giữ. Điều đó cho thấy Malaysia đã không từ bỏ tham vọng chiếm An Bang cũng như thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các bạn thân mến, như vậy, hơn một năm liên tục cho những tàu khu trục, thậm chí máy bay quấy phá trên bầu trời, hòng chiếm An Bang, nhưng Malaysia đã thất bại trước đội quân cảm tử An Bang. Từ đó đến nay, lá cờ Việt Nam vẫn bay phấp phới trên hòn đảo khắc nghiệt nhất Trường Sa này. An Bang cũng được cải tạo với một số tòa nhà, sân đỗ trực thăng, nhà quân y cũng đã được xây dựng. Đặc biệt, ngọn hải đăng cao hơn 24m có hiệu lực phát sáng khoảng 26-28 km. Chính là minh chứng cho lòng dũng cảm của chiến sĩ Việt Nam, cho chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nhưng điều đó không có nghĩa Malaysia đã cất tham vọng. Như đã nói năm 1979, mặc dù không thể chiếm được An Bang hay Thuyền Trài, nhưng Malaysia cho xuất bản một bản đồ vẽ ranh giới lãnh hải của Malaysia, trong đó có các đảo An Bang, Thuyền Trài. Tháng 4 năm 1980, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Malaysia phản đối việc làm này. Ngày 8 tháng 5 năm 1980, nhân chuyến thăm tới Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch khẳng định đảo An Bang là của Việt Nam. Năm 1982, Malaysia cho xây dựng cột mốc cột cờ trên đảo Hoa Lâu mà họ gọi là Terubum Layang Layang. Thậm chí tháng 6 năm 1982, đích thân Tổng tham mưu trưởng quân đội Malaysia là tướng Tasri Mohamed Chazali chỉ huy tổ chức một cuộc hành quân chiếm đóng đảo Hoa Lâu. Khi đó, Malaysia đã cho công binh đào một con kênh của bãi san hô vào sát đảo dài 1.800m, rộng 300m cho tàu thuyền vào trú đậu an toàn, xây dựng thành một điểm tựa cho các hành động lấn chiếm tiếp theo. Malaysia cố tình công khai việc làm này như một cách để thể hiện với nhân dân Malaysia rằng quân đội có khả năng bảo vệ những hòn đảo này và để cho cộng đồng quốc tế chú ý đến việc Malaysia có chủ quyền đối với những đảo tại Trường Sa. Năm 1984, Việt Nam phản đối Malaysia chiếm đóng trái phép đảo Hoa Lâu trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tháng 12 năm 1986, Malaysia lại tổ chức một cuộc hành quân ra chiếm đóng trái phép đá Kỳ Vân và đá Kiệu Ngựa mà họ gọi là Terumbu Matatani và Terumbu Ubi ở phía bắc đảo Hoa Lâu. Vào tháng 11 năm 2007, các quan chức cấp cao của Malaysia lần đầu tiên trong lịch sử đã cùng 65 nhà báo đi ra quần đảo Trường Sa. Họ muốn tuyên bố với cộng đồng thế giới về việc Malaysia có chủ quyền đối với khu vực này và khẳng định thêm sự thật về những hòn đảo mà Malaysia đang chiếm giữ.
ngày 14 tháng 8 năm 2008 tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về việc Phó Thủ tướng Malaysia đã thăm đảo Hoa Lâu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ lập trường của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là rõ ràng. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa các bạn, đến nay, số điểm đóng quân trái phép của Malaysia tại Trường Sa lên đến 7 điểm, bao gồm bãi thám hiểm, đá Kỳ Vân, đá Hoa Lâu, suối Cát, đá Kêu Ngựa, đá Sắc Lốt và cuối cùng là đá Én Ca. Nhìn quá trình nhảy vào Biển Đông cho thấy rõ ý đồ của Malaysia. Cũng bằng đó thời gian, Việt Nam đã huy động đủ các mặt trận từ quân sự tới ngoại giao để chống lại tham vọng sai trái của Malaysia. Bởi quan điểm của Việt Nam luôn rõ ràng, không chỉ với Malaysia mà bất kỳ nước nào có tranh chấp, Việt Nam luôn ưu tiên giải quyết bằng vấn đề hòa bình. Nhưng khi các bên cố tình thay đổi hiện trạng, Việt Nam sẵn sàng dùng vũ lực để giành lại những gì thuộc về chủ quyền Việt Nam. Và An Bang chính là minh chứng hùng hồn để khẳng định rằng dù khó tới đâu, Việt Nam vẫn kiên quyết bảo vệ từng tất đất của dân tộc Việt Nam. Có lẽ Malaysia, nước cùng chung mái nhà ASEAN cũng chưa quên những ngày lịch sử đó. Video tới đây là kết thúc. Hãy để lại ý kiến của các bạn về nội dung hôm nay dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.